Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh Thi Nguyễn. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác sản phẩm nhà bếp nha. Đây là nồi nấu đa năng của thương hiệu Rusinat. Nồi này có dung tích là 4 lít, rất là nhiều chức năng trên nồi này nha. Mình có thể hẹn giờ nấu nè, rồi chỉnh nhiệt độ nè. Nhiệt độ cao nhất của nó là 400 độ F nha. Nó có 3 chức năng, đầu tiên là chức năng nấu chậm. Chức năng này rất là tiện đối với các bác nào ăn uống theo pha học healthy hoặc là nhà có trẻ nhỏ hay là mình muốn có một cái nồi nấu giữ hết nguyên độ dinh dưỡng trong rau, củ, quả, thức ăn thì mình sử dụng chức năng nấu chậm. Chức năng thứ hai là chức năng áp chảo. Mình có thể chiên bò, gà, heo, nhiều thực phẩm khác nhau. Và cuối cùng là chức năng hấp. Chức năng hấp thì dễ sử dụng lắm. Mình bỏ một cái vỉ vào, sau đó mình chế nước, mình bỏ rau, củ hay bất cứ cái thức ăn nào mà mình cần hấp là ok. Đặc biệt nồi này nó giống như là nồi cơm mà sử dụng công nghệ cao tầng IH á. Nó dùng cái công nghệ giống hệt như vậy, áp suất đối lưu sẽ làm cho rau củ mình hấp xong nó sẽ giữ nguyên độ dinh dưỡng, không mắc đi, không bay hơi. Và mình ăn vào nó sẽ healthy, nó tốt cho sức khỏe hơn nha. Đây là một nồi đa năng mà em nghĩ rất cần thiết cho mỗi gia đình luôn á. Hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V nha. Công suất của nồi này là 1200W. Thật sự một cái nồi mà sau khi em nghiên cứu ở trên Google, YouTube thì em thấy công dụng của nó quá tuyệt vời luôn. Rất rất là nhiều công dụng. Đây em đã ghim điện nè, nước nó sôi nè. Đầu tiên mình có thể dùng cái nồi này làm nồi lẩu ha. Mình làm một cái lẩu hải sản, lẩu thức ăn, mình nhấn nút chỉnh nhiệt độ 400 độ, 300 độ, 200 độ gì đó tùy thích, hoặc là chỉnh thời gian ở bên này, hoặc là các bác hấp rau củ quả gì đó để mình ăn khô quẹt, rau hấp hoặc là gà hấp. Dung tích của nồi này lên tới 4 lít lận nha. Em nói 4 lít thì mình không có nghĩ ra nó to cỡ nào, thì các bác tưởng tượng là vậy. Mình sẽ đổ 4 lít nước vào đây. Cái này mình có thể hầm hay là hấp một con gà khoảng 3 kg. Đây, nước nó đã sôi nè. Nấu lẩu cũng ok nha, hấp cũng ok. Nếu mình không muốn hấp thì mình chiên, xào, áp chảo, không cần bỏ dầu vô luôn. Đây, cái lớp nồi nó tráng men, nó dày, cực kỳ dày luôn. Một cái nồi vô cùng xịn luôn. Trên hai cái quai của nó nè, cũng đóng logo nè, Rusinat luôn nè. Còn cái vỏ của nó là bằng hợp kim nha, rất là đẹp. Không phải là inox đâu mà là hợp kim, cực kỳ đẹp luôn, bóng lắm. Áp chảo tức là mình cứ ướp thịt bò, thịt heo, gà hoặc là thực phẩm nào đó, sau đó mình nhấn chỉnh nhiệt độ, sau đó mình sẽ để thịt vào không cần dầu luôn. Mình cứ lật qua lật lại, nó sẽ nấu chín cho mình luôn. Giữ nguyên hương vị, giữ nguyên độ dinh dưỡng, mùi vị của thức ăn không bay đi đâu hết. Sử dụng công nghệ áp suất đối lưu, nó sẽ làm cái hơi nóng nó đảo đều xung quanh như vậy. Mình cứ tưởng tượng nó giống như nồi cơm điện của Nhật, sử dụng công nghệ cao tầng IH, là một công nghệ mà hầu như là nồi Việt Nam mình không có sản xuất được đối lưu áp suất nha. Hình thức thì quá ok nè, chức năng thì rất là nhiều. Còn chức năng nấu chậm á, là một chức năng rất là tốt cho sức khỏe. Nấu chậm như vậy, gạo nè, đậu nè, cá nè, thịt nè, rau củ quả nè, giữ nguyên độ dinh dưỡng, nó không mắc đi đâu hết nha. Bây giờ mình xem xung quanh. Công suất là 1200W, công suất bằng với nồi cơm. Hàng Nhật điện 100V, lưu ý giúp em nha, dung tích là 4 lít. Ăn lẩu cũng được, áp chảo cũng được, hấp cũng được, nấu chậm cũng được, siêu nhiều chức năng luôn. Sau khi mà các bác mua xong á, nhân viên bên em sẽ dịch chức năng gửi qua Zalo cho mình về mình nhìn theo đó là mình xài. Các bác cứ yên tâm nha, mua sản phẩm nào bên em cũng đều có cái clip hướng dẫn sử dụng, nên mình không có lo là mua đồ xong không biết cách xài nha. Đây, một thương hiệu Rusinat rất là chất lượng. Cái này là dùng ăn lẩu cũng quá là ok trong mùa Tết như vậy. Năm mười thành viên ngồi xung quanh cái nồi này ăn lẩu quá ok nha. Bên này là chức năng hẹn giờ, bên này là chỉnh nhiệt độ, ở dưới này là start bắt đầu, ở đây là nấu chậm, đây là áp chảo, đây là hấp, và còn siêu nhiều chức năng khác ở trên cái nồi này nữa. Em sẽ hướng dẫn sau khi các bác mua nồi này xong nha. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc giờ Zalo nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện.
Các bác có thể cọc trước giúp em 500 ngàn nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ 100% bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Sử dụng cái nồi này, thứ nhất là mình có một cái sản phẩm đẹp, cái thứ hai là có sản phẩm chất lượng, cái thứ ba là bền, và cái cuối cùng là nấu thức ăn nó sẽ giữ được nhiều dinh dưỡng trong đồ ăn, không có thoát hơi, nó chín từ trong ra. Công nghệ áp suất đối lưu là công nghệ làm thức ăn chín từ trong ra ngoài mà không phải là từ ngoài vào trong, nên các bác hoàn toàn yên tâm về thực phẩm mình nấu ra nó sẽ chín nè, ngon nè, và giữ nguyên độ dinh dưỡng hương vị của thức ăn, nhất là chức năng hấp hay là áp chảo nha. Đó, sau khi nướng nó sôi á thì nó sẽ báo cho mình biết nè, rất là tiện đúng không? Rồi bây giờ thì em xin kết thúc clip. Cần tư vấn hay cần mua hàng hay là xem hình ảnh chi tiết thì vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Em chỉ có một cái thôi, nên các bác nào ưng ý thì mua nha. Rồi bây giờ em xin kết thúc clip.